Ok, xin chào anh em. Chắc là hẳn là anh em như mình bây giờ, thời điểm đã khá là lâu sau mùa dịch, mình chắc ở nhà cách ly 2 tuần này. Chán vãi cả đạn. Đợt này thì mình có nghịch thêm mấy món mới kiểu đàn đóm các thứ. Anh em không biết là luyện bí kíp đến đâu rồi, luyện chụp ảnh đến đâu rồi. Đợt này hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em là chụp những cái thứ ở trong nhà, chúng ta sẽ không cần đi ra đường bởi vì chúng ta thực ra muốn thì cũng chả đi được. Thì với những cái dụng cụ cực kỳ đơn giản, làm sao mà cho anh em dễ dàng nhất và có khả năng test nhất. Điều đầu tiên anh em cần đó là một chiếc máy ảnh crop hoặc full frame cơ bản như này. Có live view được thì tốt nhé. Hôm nay mình sẽ dùng 700D này. Một chiếc ống kit 18-55. Còn nếu anh em có tiền hơn thì anh em dùng được một chiếc ống theo kiểu 18-135 này đa dụng hơn. Nó sẽ zoom được dài hơn thì sẽ tốt hơn nhé. Mình sẽ test với 18-135 và 18-55 nha anh em. Có những cái thiết bị chuyên dụng hơn để chụp sản phẩm, để chụp các thứ trong nhà, ví dụ như là ống 100 macro và đèn flash rời như này thì cũng chưa cần đâu. Buổi sau mình sẽ hướng dẫn chuyên sâu hơn. Còn buổi này anh em mình chỉ cần một chiếc máy ảnh có thể thay thế ống kính, một chiếc ống kit 18-55 hoặc chỉ một chiếc ống kit 18-135. Một số thứ chúng ta không thể thiếu được đó là sản phẩm và điện thoại này, máy tính này, chân máy này, và một vài tờ giấy A4 nhé. Và cái video này sẽ dành cho những anh em muốn thực hành chụp ảnh sản phẩm một cách đơn giản, hoặc cho những anh em mà chủ cửa hàng, những anh em mà đang muốn chụp ảnh sản phẩm, những anh em muốn kể cả quay video sản phẩm. Ok, intro là anh em ơi. Ok, và điều đầu tiên là chúng ta phải chuẩn bị sản phẩm. Hôm nay mình ở đây mình sẽ có một số sản phẩm nhỏ nhỏ cho nên nhỡ. Mình sẽ có một số sản phẩm ở đây nhỏ nhỏ cho nên nhỡ nhá. Đầu tiên là mình sẽ có một cái sản phẩm là một con ống 40 f/2.8 pancake, một cuộn phim, một chiếc vòng cao su của anh cũ Hà Nội và một chiếc nhẫn nhá, nhẫn siêu nhỏ. Đó thì chúng ta sẽ thử test với lại mấy cái sản phẩm này. Ở đây thì mình sẽ dùng nguồn sáng tự nhiên nhá. Ở đây thì mình có vài bóng đèn ở đây, cộng với một nguồn sáng rất là đặc biệt, đó chính là nguồn sáng từ cái laptop của mình, mà mình sẽ sử dụng màn hình của nó rất là nhiều. Chính vì vậy điều đầu tiên chúng ta nên làm là chúng ta lại chuẩn bị bông. Nhìn hơi bừa nhá, bông này để chúng ta lau sản phẩm, vì chụp sản phẩm thì chúng ta toàn đồ cũ cả, ở đây toàn đồ cũ nhé, không có đồ gì là đồ mới đâu, thì mình sẽ phải lau thật kỹ. Bạn có cồn thì dùng cồn lau đi nhé. Đó, lau cuộn phim, cuộn phiếc các thứ đi, và đặc biệt quan trọng đó chính là lau cái màn hình của chúng ta đi. Đấy, sau khi lau sạch màn hình, mình sẽ sử dụng cả cái điện thoại sau nên mình cũng phải lau cái màn hình điện thoại đi nhé. Ok, và sau khi vệ sinh hết sản phẩm và màn hình thì bước tiếp theo là chúng ta lên mạng nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lên mạng. Bạn sẽ dùng cái laptop của bạn, bạn lên mạng nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ để độ sáng màn hình max đi để cho nó sáng. Sau đó lên Google và tìm bokeh cho đẹp. Sau đó bạn vào phần hình ảnh nhá. Bạn vào phần hình ảnh bokeh nhá. Đấy, tìm cho nó đẹp. Sau đó chúng ta sẽ tìm một cái ảnh bokeh đẹp đẹp, nhiều màu. Chắc là mình sẽ chọn cái này tùy theo sở thích nhá. Mình sẽ muốn chọn cái nó lung linh một tí mà nó nhiều màu đơn giản. Đây, mình sẽ dùng cái này. Mình bấm vào. Đây, nó có rất là nhiều ảnh. Mình sẽ muốn cái bokeh nó rõ rõ một tí như này. Mình sẽ zoom lên, ấn vào luôn đi. Đấy. Và đầu tiên là chúng ta đã chuẩn bị một cái màn hình bokeh như này. Điều này cực kỳ quan trọng nhá, bởi vì mình sẽ dùng cái bokeh này để làm background. Sau đó là mình sẽ đặt một tờ giấy lên đây. Đấy. Để chúng ta sẽ có cái sản phẩm ở trên này. Và đầu tiên mình sẽ thử test với chiếc ống 40 nhá, chúng ta đặt sản phẩm vào nhá, sản phẩm phải sạch vào nhá, nắp này hơi bẩn, mình sẽ bỏ cái nắp ra luôn. Đó, và bây giờ đến một cái phần đó là phần sau khi chuẩn bị sản phẩm, ánh sáng hay trước như này, tạm thời như này, tí có gì mình sẽ thay đổi điều chỉnh nhá. Mình sẽ mở chiếc máy của mình lên. Và một điều rất là quan trọng đó là chúng ta sẽ phải chỉnh picture style. Các bạn nào chưa xem thì có thể xem vào cái phần chỉnh picture style ăn liền cho Canon nhá. Ở đây thì mình muốn màu nó rực rực tí nhưng nó không quá rực. Chính vì vậy mình sẽ tiếp tục chọn neutral, mình vào info. Sau lăng lăng sharpen lên max nhá. Cái này vì chụp sản phẩm chúng ta cần sharpen. Contrast lên max.
và saturation cũng lên max luôn cho nó rực màu cho đẹp. Sau đó là mình sẽ chọn cái chế độ lưu trồ sau khi đã chỉnh như này. Và bước đầu tiên là mình sẽ chụp với lại cái ống kính 18-55 nhá. Ok, và đầu tiên là sau khi tìm được cái bokeh như thế này thì mình sẽ đặt một cái tờ giấy A4 lên đây để mình sẽ chụp test trên cái nền trắng nhé. Cái nền trắng và cái background nó sẽ là những cái bokeh mình vừa chọn, mình có thể chỉnh độ cao, độ thấp của bokeh ở đây. Và hơi nghiêng màn hình một chút để ánh sáng từ màn hình nó sẽ phả ra, nó sẽ trở thành cái ánh sáng ven cho cái sản phẩm của chúng ta. Như vậy là sản phẩm của chúng ta đã có rất là nhiều ánh sáng. Ok, sau đây mình sẽ bắt đầu thử. Sau khi cài là xong Picture Style, mình sẽ chụp tại chụp bằng M nhé bạn anh em nhé. Để trong chúng ta sẽ có thể điều chỉnh nhiều thông số. Mình sẽ thử chụp với khẩu 5, tốc 1/50 và ISO 400. Chắc này sẽ tối om, anh em chụp thấp góc máy xuống nhé, để chúng ta thấy nhiều bokeh hơn. Tối om anh em ạ. Mình sẽ phải nâng ISO lên. Mình sẽ nâng thử ISO lên 3200 nhé. Tầm thứ 2, ISO 3200. Tiêu cự 55 đi. Và mình lùi lại một chút, thấp góc máy xuống. Rồi, bức ảnh tương đối ưng ý. Nhưng bây giờ thì bokeh nó bị một lửa và nó có một cái phần hơi bị đen đen ở giữa cái màn hình và cái bokeh của chúng ta. Chính vì vậy thì mình sẽ thử đặt cái điện thoại ở dưới, đặt tờ giấy lên trên. Đó. Và sẽ đặt cái sản phẩm chúng ta lên. Như vậy thì sản phẩm ta sẽ gần với cái bokeh hơn. Và tiếp tục thấp góc máy nữa xuống anh em nhé. Rồi, như vậy là chúng ta đã có được một bức ảnh nó tương đối ổn, đủ độ sáng, đủ bokeh và không khá là ảo. Nhưng mà mình muốn cái bokeh đằng sau nó sẽ mờ đi hơn. Và ở đây thì mình không có một cái ống xóa phông, mình chỉ có tiêu cự 55 và khẩu 56. Thì cách làm của mình là mình sẽ đẩy xa cái sản phẩm chúng ta ra đằng trước, vẫn là sử dụng cái điện thoại, mình sẽ kéo ra đằng trước này. Mình để lên cái giấy này. Và để sản phẩm ta xa cái background hơn. Và lại tiếp tục khớp góc máy xuống nhá. Hy vọng sau quả này thì background sẽ ảo hơn. Chà. Vâng, background đã xóa phông đẹp hơn, mịn hơn một chút. Thì mình nghĩ là với những bức ảnh như này thì anh em đã sẽ có một cái hậu kỳ tương đối ổn. Mình đã thử với cuộn phim thì mình nghĩ nó sẽ đẹp hơn, bởi vì cái ống của chúng ta nó bị đen, màu đen. Toàn bộ nó màu đen, chính vì vậy nó sẽ không bắt mắt lắm. Nhưng nếu chúng ta thử với cuộn phim thì mình nghĩ là nó khá là ok đấy. Nào test nha anh em. Cùng với những thông số chúng ta vừa để đấy, bạn thấy không? Cuộn phim màu nó là màu vàng. Chính vì vậy thì nó bắt mắt hơn khá là nhiều. Rồi, thì đây là một cái bức ảnh mà dưới một cái nền ở dưới là tương đối trắng. Trên đằng sau là bokeh rất là nhiều. Thì có một cái hiệu ứng khác nó sẽ giúp cho ảnh của anh em nó sẽ đẹp hơn. Đó là mình sẽ thử test là mình sẽ thay cái nền ở dưới bằng cái gì bây giờ nhỉ? Nếu mà để bàn phím như này nó khá là xấu. Thì mình sẽ lấy điện thoại của mình nha. Chùi thật kỹ cái bề mặt của nó đi. Sau đó mình sẽ vào phần chụp ảnh. Mình chụp lại cái bokeh luôn anh em ạ. Nếu bạn nào kỳ công hơn thì anh em có thể download về điện thoại hoặc vào chính cái trang web này trên điện thoại. Nhưng mà mình để cho nhanh thì mình sẽ chụp lại luôn. Sau đó mình đặt sản phẩm của mình lên. Bạn nhớ nhá, màn hình máy tính và màn hình điện thoại anh em lên để độ sáng cao nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử test xem là ảnh có đẹp hơn không nha. Rồi, đó anh em thấy không? Chúng ta chụp thấp nữa để sẽ không thấy bàn phím nữa. Đó, và chúng ta như vậy chúng ta sẽ thay vì một cái phông trắng như lúc nãy chúng ta đã test, thì bây giờ chúng ta sẽ có được một cái ở dưới nền nó cũng sẽ là bokeh, trên là bokeh. Ảnh của chúng ta lên sẽ cực kỳ ảo. Và bây giờ để phát triển thêm ý tưởng thì với cái sản phẩm như này thì mình sẽ cố gắng làm sao cho ánh sáng nó càng ảo diệu hơn nữa. Thì mình thử úp cái màn hình này xuống. Nhưng mà trước hết mình phải đẩy cái bokeh lên cao một tí đã. Đó, bật cái màn hình lên. Anh em phải nhớ nhá, bật màn hình lên nhá thì nó sẽ ảo hơn. Bật cái bokeh trên màn hình điện thoại ấy. Đấy. Để đây, ta để đây này. Sau đó thì kéo cái bokeh ở trên màn hình máy tính dài ra một chút và gập cái máy tính lại. Ok, và sau khi mình gập cái màn hình xuống thì anh em có thể xem trên clip nó sẽ đã tạo ra một không gian khá là đẹp. Và cái phần chuyển giữa background, cái chữ MacBook Pro bây giờ nó đã tối đi và nó tạo ra một hiệu ứng rất là đẹp. Mình sẽ chụp thử cho anh em xem nhé. Nhưng mà ảnh của mình bây giờ khi khép vào như này thì nó gần như không có ánh sáng của hiện trường nhiều nên nó bị rất là tối. Và mình sẽ nâng lên ISO 6400.
Nhưng như này thì mình nghĩ là chất lượng ảnh nó bị giảm khá là nhiều anh em ạ. Mặc dù mình đã nâng hết độ sáng của màn hình điện thoại cũng như màn hình máy tính lên, và để 6400 như này thì khá là ok, nhưng mà chất lượng ảnh rất là kém. Chính vì vậy mình sẽ sử dụng tiếp theo, đó là mình sẽ lắp vào chân máy nha anh em. Bây giờ mình sẽ lắp chân máy vào để phơi sáng, bức ảnh chúng ta sẽ được ISO xuống thấp hơn. Ok, vì ISO đã lên quá cao và ảnh chất lượng nó sẽ bị kém đi, vì một con máy crop như này mà lên ISO 6400 thì rất không ổn. Chính vì vậy mình sẽ sử dụng một thiết bị thần thánh là chiếc chân này nhé. Và bạn có thể tận dụng bất cứ chân thì mình có ở nhà. Ví dụ như cái Jung Teng này bên mình chỉ phân phối có rẻ mà 850.000 thôi, thì anh em có thể sắm thêm chiếc này nhé. Với chụp sản phẩm hay chụp phơi sáng đường phố phong cảnh các thứ thì anh em phải có chân máy nhé. Ok, mình sẽ lắp chiếc 700D của mình vào kit vào đây. Và sau đó thì mình sẽ giảm ISO xuống là đi 100 cho đẹp. Và chúng ta sẽ, bởi vì chúng ta máy của chúng ta có live view, chính vậy chúng ta sẽ nhìn trực tiếp được trên này. Đầu tiên là mình sẽ bật lại độ sáng của màn hình này, máy tính này, bật lại độ sáng của màn hình điện thoại này. Cái này nếu mà anh em cầu kỳ hơn thì có thể cài đặt cho nó đỡ lâu không tắt đi nhá. Mình thì hơi lười một tí. Đó, và chúng ta sẽ có live view, và bây giờ mình sẽ nhìn trên live view được luôn. Rồi mình sẽ phải lùi lại một chút nữa. Đó, khi chúng ta có chân thì được cái rất là tiện. Ở đây đó, chúng ta giảm tiếp. Và trên này nó sẽ biểu thị rõ ràng luôn trên live view. Đó là mình sẽ chụp phơi sáng ở khoảng 1 phút. Phơi sáng khoảng 1 phút nhá, là ok nhất nhá. Và mình sẽ chọn lấy nét vào đây, và tốt nhất là anh em mình lên hẹn giờ để cho nó đỡ bị rung, vì chúng ta chụp 1 phút. Mình đây mình hẹn giờ 2 giây. Bật live view. Lấy nét vào chủ thể, sau đó là chụp luôn. Đó thì chúng ta sẽ được một bức ảnh với ISO là 100, khẩu 5.6 tại tiêu cự 55, và chúng ta phơi sáng 1 giây. Mình sẽ được một bức ảnh tương đối ổn, vừa có độ xóa phông, vừa đủ độ sáng. Và nếu thực sự anh em nào mà chúng ta có một chiếc ống zoom dài hơn thì mình nghĩ sẽ đẹp hơn. Mình sẽ thử thay ống này đi. Và bây giờ mình đã chuyển đấy. Và để cho anh em có thể, nếu mà anh em có một cái ống dài hơn, xịn hơn như kiểu con 18-135 STM này, thì mình sẽ dùng cái ống này nhá. Mình đã tận dụng cái ống này bởi vì nó sẽ zoom được cao hơn, nó zoom xa hơn, trên 5 năm. Mình sẽ test với thử nhá. Bật live view này, và chúng ta sẽ chụp như với kit thôi. Nhưng ở đây thì mình sẽ có một cái ống dài hơn, chính vì vậy thì nó sẽ, cái khung hình nó sẽ hẹp vào hơn, chúng ta sẽ chụp sướng hơn. 85 vẫn chưa hết, chúng ta đẩy tiếp tiêu cự. Mình sẽ test tại tiêu cự 135mm luôn. Đấy, vẫn chụp tại 1 giây nhé anh em. Rồi, khung hình của chúng ta đã ảo diệu hơn trước, vì những cái bokeh của chúng ta nó đã to hơn, vì chúng ta dùng tiêu cự 135. Nhưng mà vì cái dùng tiêu cự 135 này, chính vì vậy cái màn điện thoại nó hơi yếu. Vì vậy chúng ta sẽ tìm cách, mình sẽ lấy một cái nắp ở đây, mình lâng cái điện thoại của mình lên nhé, để cho nó sẽ vát vát góc như thế này. Đó, cần rơi nha anh em. Vát vát góc đi, sau đó mình đặt cuộn phim lên. Cẩn thận nó bị trôi nha anh em. Rồi, và chúng ta bắt đầu chụp với một góc vát như thế này. Đó, ảnh của chúng ta ảo hơn đấy. Đẩy 135 nhá, cho gần hơn một tí thôi. Về chúng ta sẽ không phải crop và giữ được chất lượng ảnh. Ôi, rất tuyệt vời. Và bây giờ mình sẽ đổi sang một cái sản phẩm. Và bây giờ mình sẽ đổi sang một sản phẩm thú vị hơn rất là nhiều. Đó chính là mình sẽ chụp một cái sản phẩm, nó là cái nhẫn bé xíu nhá. Để xem nó ảo diệu mức nào nhá. Ok, nào cùng mình đổi sản phẩm nhá. Ok, sau đây mình đã chụp cái sản phẩm bé xíu này. Những cái sản phẩm mà nó có ánh kim như này và nó bé xíu như này thì đặt lên những cái mà background bokeh và dưới bokeh thì nó sẽ thú vị hơn khá là nhiều á. Mình đã test nhé, mình đã để cái nhẫn đây. Mình sẽ vẫn tận dụng bởi vì sản phẩm này nó rất là nhỏ, chính vì vậy ống 18-55 thì nó bạn sẽ phải crop khá nhiều. Chính vì vậy mình sẽ dùng ống 18-135 luôn nha anh em. Sau đây mình sẽ test cho anh em xem với ống 18-135 chúng ta sẽ làm được gì nhé. Nào, bị ao nét mất rồi, chúng ta sẽ test lại nha. Mình sẽ chuyển về lấy nét bằng màn hình thôi. Với 700D thì lấy nét live view nó hơi kém nha anh em. Đặc biệt là lấy nét tương phản. Chính vì vậy nếu anh em có đời máy cao hơn sẽ tốt hơn. Mình đã di chuyển bokeh xuống dưới để cho nó đẹp hơn này.
bật màn hình điện thoại lên và bắt đầu lấy nét. Ống 18-135 hơi dở một cái là khi dí vào gần quá nó không lấy nét được, mình lại phải rút nó ra ngoài một chút nha. Rồi sau đây mình sẽ test với tốc độ 0.6, mình kéo bao ke tiếp xuống nha anh em cho nó đẹp hơn, hạ thấp cái này xuống một chút và nâng đầu camera lên, anh em sẽ thử xem nó có đẹp không nha. Và bắt đầu chụp 0.6 giây, tốc là 5.6 và ISO 100. Rồi ở đây thì mình đã có một bức ảnh chi tiết khá là tốt và chúng ta sẽ tiếp tục thử với dạng bokeh khác nha. Đây, bokeh này rất là đẹp và màu rất là ok, mình sẽ test thử nha. Và để cho cái này nó sẽ có cảm giác dài hơn, đẹp hơn ở cái phần lên thì mình lại tiếp tục nâng đầu cái điện thoại của mình lên để nó sẽ, mình sẽ dùng cái bokeh khác nha. Nào, chúng ta sẽ lấy nét và mình nhận nha. Bật màn hình lên. Rồi. Giảm độ sáng đây, mình sẽ chuyển thành phơi sáng lên 0.4 giây thôi. Được chưa? Các bạn thấy không? Khá là ảo diệu. Chúng ta test này. Chụp những cái vật nhỏ như cái nhẫn này về các bạn vẫn sẽ vẫn phải crop vào nhé. Mình sẽ thử đẩy cái màn hình này lên thêm một chút này. Và cho cái nhẫn lên cao hơn một chút. Cái phần nghiêng như này tạo ra được cái việc mà cái nhẫn nó sẽ rất là ảo luôn anh em. Rồi mình sẽ phơi sáng lên 0.5 giây nhé, cho nó sẽ sáng hơn cái nhẫn nhé. Với cái việc chụp như này bạn có thể có rất là nhiều cách để chọn cho mình được cái background đây. Như mình nên đang lên một cái trang chuyên về các background khác nhau thì anh em sẽ có rất là nhiều cái kiểu bokeh đằng sau khác nhau tạo ra đấy, nó sẽ rất là nhiều cái hiệu ứng khác nhau để chúng ta có thể chèn chụp những sản phẩm nhỏ nhỏ như này, cực kỳ thú vị nhé. Mai thì bọn mình sẽ có một video chi tiết hơn về việc là chụp sản phẩm, bác có thể sử dụng hậu cảnh, tiền cảnh khác nhau, chụp ngoài trời, chụp trong nhà thì nó sẽ thú vị hơn nữa anh em nhé. Và sau đây thì sau khi đã chụp được một cái sản phẩm trên cái nền bokeh như này nó sẽ rất là ảo diệu, thì sau đây mình sẽ hướng dẫn anh em cách chỉnh sửa ảnh trên điện thoại luôn nhé. Ok, và sau đây là phần đến phần hướng dẫn anh em nha.